Thưa quý vị, phương thức và cách thức để đẩy mạnh khôi phục sản xuất hậu dịch bệnh là bài toán mà ngành nông nghiệp Đà Nẵng đang tìm lời giải lúc này. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất rút ra từ kinh nghiệm của bà con nông dân trong những đợt dịch vừa qua, đó là chủ động và mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất. Các mô hình nấm là một ví dụ. Theo thống kê của Ban Quản lý Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân thành phố, sau khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh, bước vào trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, nhu cầu vay vốn tái sản xuất của bà con nông dân tăng rất nhiều. Đáng chú ý, hơn 50% trong số đó dùng để chuyển đổi sản xuất sang các mô hình mới và sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu chất lượng cao đang là sự lựa chọn phổ biến của rất nhiều hộ gia đình và các hợp tác xã. Cái nấm này nó là một thực phẩm sạch mà không có coi như chất, coi như là gì khác, chỉ ngoài bằng coi như là cắm bắp cắm gạo chúng tôi đã sản xuất ra, và cái này thì đã kiểm định coi như nấm coi như là sạch, kể cả như nấm dược liệu cũng đã kiểm nghiệm coi như là để đưa ra thị trường. Như đợt dịch vừa qua thì chúng ta thấy nấm là tiêu thụ là rất tuyệt vời. Vì sao? Vì cái lượng hàng hóa là về trời hiện tại bây giờ cung ứng không kịp thì nấm này thay rau được, nó lại đặc thù của mặt hàng này nó như thế thì nó có thể là thay thịt được, vẫn được đối với những người ăn chay ăn đồ là người ta lại thích và rất là phù hợp với những người ăn chay. Còn đối với lại những cái mùa khác thì có thể là thay rau củ quả bình thường. Việc chuyển đổi mô hình hiệu quả đã góp phần tạo công ăn việc làm tại các địa phương, qua đó giải quyết thu nhập của rất nhiều hộ dân, nhất là sau những ảnh hưởng từ COVID-19. Qua rà soát cũng cho thấy tỷ lệ năng suất của các mô hình chuyển đổi phù hợp cao hơn rất nhiều lần so với trước mỗi đợt dịch. Nguyên nhân là do đã thích ứng kịp với sự biến động của thị trường và xu hướng tiêu thụ hậu dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu đuổi theo thị trường, hiệu quả các mô hình chuyển đổi này sẽ chỉ duy trì được trong một giai đoạn nhất định, chứ không mang tính bền vững trừ khi có phương án mở rộng sản xuất về lâu dài. Điều này thì lại gặp một số khó khăn trong thời điểm hiện nay. Cái mà quan trọng là cái vấn đề về đất đai, cơ sở hạ tầng. Hiện tại bây giờ thì địa bàn phường là nó cũng may, rất may mắn là chúng ta còn lại cái dự án chỗ cái khu vực Hoàng Lan này, thì còn lại số đất trống khoảng tầm cỡ vài ngàn mét vuông. Thì qua đó thường trực hội cũng dựa trên cơ sở đó và làm mượn cho chi hội mượn tượng đạn để tạm thời sử dụng mặt bằng này. Trong cái vấn đề mà về sản xuất thì có nguồn nguyên liệu hiện nay chúng ta cũng gặp khó khăn, về thứ nhất là về cái giấy tờ đi lại cho các để mà người nông dân tiếp cận với hàng hóa trong cái nguyên liệu đầu vào, nên là một số cái hàng hóa cũng có cái sự tan, nhưng mà tan nhẹ thì cũng chưa đến mức mà cũng phải là đầu giá hay đầu giá lên. Cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố hậu dịch bệnh, việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất sẽ góp phần giúp bộ mặt nông nghiệp Đà Nẵng ngày càng khởi sắc hơn. Với mục tiêu này, từ nay cho đến cuối năm, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục xây dựng các phương án tái cơ cấu tổng thể, tạo điều kiện để bà con mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi sản xuất mô hình một cách hiệu quả,